Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với series câu chuyện hoàn toàn mới, nơi không phải vắt óc suy nghĩ về dòng thời gian như là MK, hay tận hưởng không khí đậm ấm nhà Mishima. Từ đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu chuyện của từng nhân vật và cuộc hành trình của họ. Mở đầu với Ryu, nhân vật của Va chạm đường phố. Let's the battle begin. Từ nhỏ, Ryu mồ côi cha mẹ, anh không có chút ký ức gì về họ. Anh được Goken nhận nuôi và dạy Ansatsuken. Nghe thì căng thẳng nhưng thực ra là bộ môn này đéo có gì ngoài Kamezoko, con quay tử thần, cá chiếp hóa rồng. Thời gian sau, Goken nhận thêm đồ đệ là Ken Master. Hạnh phúc không thể mua được bằng tiền khi bạn là một thằng đéo có tiền, nhưng Ken thì có. Anh là một cậu ấm có tất cả ngoại trừ sự yêu thương của bố. Ken bị bố vứt đến học võ để đỡ tiêu tiền của ông. Ban đầu, Ken và Ryu rất ghét nhau, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng thành đồng chí. Sau nhiều năm luyện tập, cả hai coi nhau là anh em và đối thủ. Năm Ryu 23 tuổi, Goken đuổi Ryu và Ken ra khỏi nhà. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Để chứng minh thầy ngu dốt, cả hai giao kèo với nhau, xem ai sẽ là võ sĩ khỏe nhất thế giới trước. Ken về Mỹ tìm đối thủ, còn Ryu tham gia giải đấu The World Warrior, đánh bại mọi đối thủ trong giải đấu. Thấy giải đấu quá chán, Ryu sang Thái Lan, nhưng không phải trở thành như thế này, mà là để đánh bại ông hoàng Muay Thái Sagat. Hiển nhiên, Sagat sẽ không nhận lời thách đấu từ một con khỉ 23 tuổi ở trên núi. Ryu nghĩ ra một sáng kiến ngôn lù là đấm càng nhiều võ sĩ Muay Thái càng tốt, tuyên bố Muay Thái tuổi lột. Để bảo vệ danh dự, Sagat sẽ nhận thách đấu với Ryu. Không hiểu vì lý do nào mà các võ sĩ Muay Thái yếu vơ lờ, lại làm Ryu thành công gạ Sagat đấm. Dù gái to lấy lợi thế, nhưng Ryu lại bị Sagat cho thở oxy. Sao mày ngu thế hả? Khi đang đo sàn, một sức mạnh hắc ám chiếm lấy Ryu. Với sức mạnh mới, Sagat bị Ryu cho ăn một phát cá chép hóa rồng, khiến hắn gần chết và tặng một vết sẹo in hình "Tao là con tác giả" trước ngực. Tỉnh lại sau chiến thắng, Ryu đéo hiểu cái gì vừa xảy ra, bỏ về tìm Goken hỏi về sức mạnh bí ẩn kia. Về đến nhà, Ryu thấy Goken đã bị sát hại. Anh từ bỏ mọi thứ để tìm ra kẻ đã giết thầy. Anh phát hiện Goken bị giết bởi em trai mình là Akuma. Sau khi tìm thấy Akuma, cả hai có một trận đấu ở đảo Gokento. Ryu đã giành được chiến thắng và chuẩn bị giết Akuma. Ryu không hề biết Akuma đang thử anh để xác nhận sức mạnh ở trong Ryu. Ryu tràn ngập sự thèn khát chiến thắng. Saisui no Hado tương tự mình. Akuma giải thích Saisui no Hado sẽ giúp người sử dụng thắng nhưng phải đổi lấy nhân tính. Nói xong, Akuma dùng một tay đấm nổ hòn đảo sủi mất. Sau khi chạm trán Akuma, Ryu tiếp tục rèn luyện võ thuật. Đến khi gặp lại Ken, hai người lập tức giao lưu nằm đấm. Ryu bị nhét tỏi đầy mồm. Nhận thấy Ryu đang bế tắc, Ken tặng Ryu băng bột đầu của mình. Một lúc sau, pha lớn Ryu, Sakura, nữ sinh nốn lừng, xuất hiện nói mình muốn nhận Ryu làm daddy. Ryu từ chối vì có Ken nên cho cô một bức ảnh để động viên. Một thời gian sau, Sagat tìm đến Ryu để trả thù trận thua cay cú. Ryu từ chối lời thách đấu vì Sagat chưa hồi phục vết thương cũ. Nhưng Sagat vẫn kiên quyết. Ryu để Sagat chiến thắng vì không muốn vết thương của Sagat nặng hơn. Khi rời đi, Sagat nhận ra Ryu không sử dụng hết sức mạnh và thề sẽ tìm Ryu để trả thù lần nữa. Trong lúc Ryu đang lang thang rèn luyện võ thuật, thủ lĩnh của tổ chức Shadow My Bison hứng thú với Sasui no Hado của Ryu, thả chó đi săn anh. Không lâu sau, Ryu chạm trán Rose, Sugar Baby của Bison. Rose đến cảnh báo Ryu sử dụng hết sức mạnh khi chiến đấu với Bison, nếu không ăn cất. Nhưng Ryu đếch nghe. Gặp Bison thì Ryu hối hận, nhưng muộn rồi. Anh bị Bison đập ra bá, rồi đem đi chơi đồ để làm crepe cho Bison. May mắn Ken, Sakura và Sagat đến cứu kịp. Trong lúc Ken và Sakura hội đồng Bison, Sagat đánh thẳng Ryu đang phê đồ thoát khỏi cơn mê. Sao lại không gáy? Dậy gáy đi. Tỉnh táo trở lại, Ryu cùng những người bạn hợp sức hội đồng Bison tạm thời tiêu diệt hắn. Ryu tiếp tục tham gia giải đấu The World Dojo. Lần này anh gạ Ken tham gia giải đấu và sẽ kèo ai vô địch sẽ được ăn bình chí linh. Giữa giải đấu, Bison xuất hiện, đòi hấp thụ sức mạnh của các chiến binh. Ryu nhìn Bison kiểu ui sợ quá sợ quá. Rồi cùng những người bạn hội đồng Bison tiêu diệt hắn lần hai. Sau giải đấu, Ryu quay về sa mạc nơi mình luyện tập. Anh nhớ lại cuộc chạm trán với Akuma. Akuma đã gạ Ryu gia nhập Darkseid, nếu không hắn sẽ giết chết Ryu. Khó chịu vì nhớ lại, Ryu đến quán bar gần đấy. Anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa một võ sĩ người Mỹ bỏ nhà đi bụi.
Ryu nghĩ đấy là Ken nên thử đi tìm. Khi đến nơi, anh bị cắn trộm bởi Viper, Black Widow. Kami, công nhân viên chức MI-16, tới trợ giúp Ryu nhưng bị Viper dùng tông vả mông. Cảm thấy đồng đội quá nặng, Ryu hóa chó tăng 5 triệu điểm sức mạnh, cao mặt Viper khiến Viper phải sụp. Ken, Chulin, võ sư trùng hòa MLML. Gully, thiếu toa đầu trồi. Sakura đến giúp Ryu thoát khỏi trạng thái chó dại và đưa anh đến trạm y tế gần đấy để tiêm phòng. Tỉnh lại, Ryu biết bản thân mình đã bị Seth, lãnh đạo của tổ chức XIN, nhắm tới. Cả đội quyết định tấn công du thuyền của Seth. Sau khi du ngủ lúc crep, Ryu và Seth giao đấu. Trong lúc đánh nhau, Seth giảng cho Ryu một tràng triết học Mark Lenin. Nhưng Ryu quá ngu để hiểu được Seth đang nói cái mẹ gì. Đéo thấy lợi ích khi dùng lời với một thằng ngu, Seth quyết định nói chuyện với Ryu bằng nắm đấm. Nhận một dồ hành từ Seth, aura nhân vật chính của Ryu kích hoạt. Anh sử dụng sức mạnh mới và đánh cho Seth khóc thét. Ryu tiếp tục tham gia một giải đấu võ thuật nữa để luyện tập. Tại đây, Ryu gặp lại Ken và Sagat, rồi cho cả hai đếm số. Vào chung kết, Ryu đối đầu với bản sao của Seth và biết kế hoạch sử dụng vũ khí của SIN để tiêu diệt mọi người. Trước khi bị Ryu du ngủ, Seth kịp kích hoạt cỗ máy và buộc Ryu phải sử dụng Satsuno Hado để hủy diệt nó. Giải đấu kết thúc, Ryu lại tiếp tục lang thang như mọi khi. Đột nhiên, Ryu gặp lại Goken. Ông đã sống bằng cách sử dụng The Power of Nothingness, sức mạnh của đeo có gì. Tách hồn khỏi cơ thể khiến Akuma nghĩ ông đã chết, sau đó nhập lại vào, sống như chưa từng có gì xảy ra. Goken gặp lại Ryu để phong ấn sức mạnh Satsuno Hado bên trong anh. Cảm nhận được sức mạnh của Goken, Akuma lập tức xuất hiện, đòi một trận đấu sinh tử với Goken. Người thắng cuộc sẽ quyết định số phận của Ryu. Kết quả trận đấu không được nói rõ, nhưng vì thằng Ryu vẫn sống tốt đến các phần sau, nên tôi mạnh dạn đoán thằng Goken thắng. Vài năm sau, Ryu suýt bị sức mạnh của Satsuno Hado nuốt chửng. Anh quyết định tìm Goken, gạ solo tìm cách giải quyết, nhưng Ryu suýt giết chết thầy mình khi sử dụng Satsuno Hado. Nhìn hoành tráng nhưng vẫn bị Goken đấm ngất. Tỉnh dậy, Ryu thấy Rashid, quý tộc mỏ dầu và Azam, quản gia của Rashid, đến thách đấu Ryu. Ryu từ chối vì sợ Satsuno Hado sẽ khiến anh giết người. Goken khuyên Ryu, đừng lo, thầy bảo kê em. Nghe lời sư phụ, Ryu đứng dậy bơm dầu cho Rashid uống. Rashid sau khi thua không gay cú mà còn cảm ơn Ryu rồi rời đi. Sau những chuyện đã qua, Ryu quyết định ra ngoài tìm cách kiểm soát sức mạnh của mình. Theo lời Goken, Ryu tìm đến Ken tâm sự và nghĩ rằng cách tốt nhất để kiểm soát Satsuno Hado là thông qua đấm nhau. Sau một hồi chiến đấu, Ryu thấy Ken có tuổi nhưng mà tuổi đâu rồi nên tìm đối thủ xịn hơn. Đến Trung Quốc, Ryu bị con crep của Shadaloo cắm trộm. Charlie Nash xuất hiện giúp Ryu hội đồng crep. Đột nhiên, Satsuno Hado phản ứng với sức mạnh của Nash nên cả hai giao lưu. Đánh nhau cả ngày, kết quả trận đấu hòa. Ryu quyết định đéo đánh nữa, chào Charlie và rời đi. Ryu tìm đến Dasim, Luffy Ấn Độ để tìm cách kiểm soát Satsuno Hado. Cả hai đang nói chuyện, Nekali, một thằng tiền sử, xuất hiện đập Ryu. Đéo quen với việc bị đập, Ryu sử dụng Satsuno Hado đấm lại Nekali. Nhưng Dasim bảo Ryu cút xuống, rồi ông tự mình đuổi Nekali đi. Dasim nói Nekali là sinh vật cổ đại, hút sức mạnh chiến binh khác và chỉ xuất hiện khi thế giới sắp ăn đầu quầy. Trong lúc giải thích, mặt trời bị một vật thể lạ che khuất. Ryu nhìn thấy và nghĩ ngay đến tình cũ em Bison. Ryu sau đó nhập hội cùng Ken và Chulin để đánh bại Shadaloo. Trước khi gặp Bison, Ryu bị Nekali chặn lại. Nhưng lần này, Ryu đã làm chủ được Satsuno Hado và sử dụng The Power of Nothingness để đập Nekali thành bãi nôn. Theo nghĩa đen, cuối cùng, Ryu đối đầu với Bison. Và lần đầu tiên, Ryu không bị một thằng phản diện đánh bầm dập. Anh hạ gục Bison trong một đòn Hadouken Bonus The Power of Nothingness. Skip đến năm Ryu 33 tuổi, Ken gọi Ryu đến, giới thiệu đệ tử mình là Sean, một thằng cù da màu. Ba người cùng xem đồ vật lông lá người Nga, bạn thân Putin, Zangief, vật nhau với đồ vật người Mỹ Hogan. Một thời gian sau, Ryu tham gia giải The World Warrior lần thứ 3. Nhưng sự kiện về Ryu trong giải đấu này không được nhắc rõ chi tiết. Anh đã giao đấu với Hugo, nhưng không phải Hugo này, mà là Hugo này. Cụ già 140 tuổi, Oro. Một năm sau, Ken gạ Ryu làm kèo solo rồi thua sấp mặt lờ. Không muốn bị lẻ loi, Ken nhờ Ryu giao lưu với Sean. Sean vì còn non nên bị Ryu nhìn thấy mọi sơ hở của cậu. Và cậu bị Ryu hạ gục bằng một phát Hadouken duy nhất. Cuối cùng, Ryu tiếp tục rèn luyện và hết chuyện. Đó là câu chuyện về Ryu và cuộc hành trình của anh ấy. Nếu các bạn thấy series mới này hay, hãy nhớ để lại cho kênh mình một like, một subscribe và nhớ
đấm vào cái nút chuông để luôn nhận được những thông báo mới nhất về kênh của mình nhé. À, và đừng quên, always ready for next battle. Underworld Dojo, out.